cái thuốc xoa bóp là hay lắm, là độc rắn rồi đó. Đấy, sức giọng đi chảy vô hả? Hết rồi, hết đầu. Bây giờ hôm nay ngồi xe thấy là cổ mà sức giọng này coi này, cái gì mình lấy nọc ha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi cho thực viên ha, sẽ không sử dụng. Đó, chạy ra thấy không? Thấy không? Thấy nó chạy lại. Mình bóp lên hai bên vô ha. Dạ đúng rồi. Hai bên má nó sẽ có hai cái túi nọc độc và nó sẽ phản xạ tự nhiên, nó tát vào cái thành miệng lưu thì nó tiết nọc độc ra. Như con này mình đang thấy nó lấy được nhiều đấy ạ. Nhưng bình thường những cái con này trưởng thành to như vậy 3 tháng tụi em lấy một lần và chỉ lấy được khoảng 2 3 giọt thôi. Riêng con này của anh mình thấy là được nhiều đó. Bên này gặp nhau nó sung rồi sao chảy về giọt 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 luôn á. Nè, thấy không? 3 tháng mà lấy được có nhiều đó. Nhiều nè. Tụi em làm cái kem khoa đó và mình sẽ bao nhiêu là bộ nó giống nước miếng á, nhiêu là chết cũng nhiều người cả đội quân tại vì nó đặc biệt là nó có thành phần sao bớt đây gì nữa là chơi thể thao hay là bao nhiêu là sáu triệu không, cái anh đừng có tiếp tiền mua này, mình ai lấy ít thì mình vô mình lấy thêm hai hộp giống nhanh này để dành xài. Hay chơi thể thao là mà công dân mỗi cơm anh cứ hoa lên về làm quà cho ông bà cha mẹ ai cũng cần xài. Tối hai vợ chồng mày lấy gì anh uống uống đồ bổ lắm á, uống cái đi luôn à, uống này nhẹ heo à mà nặng hơn cái này xong luôn á. Để là mình có để tủ mát, tủ mát bảo quản lâu mới được, rồi xong mình mới ly tâm cho sạch cái tạp chất đi ra hết thì mới làm được, cho giống như bột ngọt vậy mới được. Tinh khiết à. Đúng rồi. Thấy.